lần Hoa hậu Thanh Thủy đu trend biến hình để lộ mặt mộc kém sắc. Người đẹp sinh năm 2003 chưa đăng quang Hoa hậu bao lâu đã bị netizen khui lại ảnh mặt mộc kém sắc. Vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 không lâu nên người đẹp Quỳnh Thị Thanh Thủy được quan tâm đặc biệt. Mới đây loạt khoảnh khắc mặt mộc của người đẹp đã bị netizen khui ra và lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, so với những ảnh mặt mộc trước được khen là vẻ đẹp thanh thuần, trong veo thì lần này người đẹp lại nhận lại nhiều phản hồi tiêu cực. Trong một video theo trend biến hình, người đẹp hồn nhiên để lộ mặt mộc, tóc tai rối bời kém sắc. Có thể thấy khi không trang điểm cô có làn da sạm màu, mắt thâm quầng và làn da kém mịn màng. Bên cạnh những lời chê mặt mộc của Hoa hậu Thanh Thủy lần này có phần kém sắc, nhưng cũng không ít người ý kiến rằng Hoa hậu đang ở tuổi phát triển nên việc làn da không hoàn hảo, có một chút tì vết là bình thường. Hơn nữa, có thể do ánh sáng kém và chất lượng quay điện thoại không ổn áp nên mới dìm vẻ đẹp của nàng tân hậu. Trừ so sánh với ảnh đời thường và ở sự kiện của Hoa hậu Thanh Thủy thì vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022 đã không trao nhầm người.